Hôm nay anh chuyển qua review trà sữa luôn. Đúng rồi các bạn. Ngoài việc review trà sữa ra, hôm nay mình sẽ review luôn cô bé mà bán trà sữa ở Vân Nam cho người xem. Đi theo mình. Em ơi, cho anh hỏi một số câu được không? Dạ được ạ. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi anh. Lâu rồi. Động lực nào mà em làm ở đây lâu đến vậy? Chắc do quản lý chưa đuổi em á. Em quê ở đâu ta? Dạ quê em ở Sài Gòn. Sài Gòn luôn đó mọi người. Năm nay em đã được bao nhiêu nồi bánh chưng rồi? Em vừa tròn 18 nồi bánh chưng á anh. 18 là chín rồi đó mọi người. Thôi anh vô vấn đề chính đi. Vấn đề mà bao nhiêu người cũng đang thắc mắc là em đã có người yêu chưa? Đúng là con trai của ta. Dạ em đang ê sắc à. Nani? Trời ơi, nhà ở Sài Gòn nha mọi người, vừa chín mùi rồi nha mọi người, còn ê sắc nữa. Em có nhắn nhủ gì cho các bạn đang xem clip này? Dạ em đang tuyển người cho em đi làm mỗi ngày. Còn gì bạn đó mọi người? Mọi người nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Ai hút mà? Còn không có hàng không? Anh đến đây anh kiếm chuyện rồi chứ không lấy.